Chào các bạn trở lại với kênh của Khải Toàn. Chuyến đi lần này trở lại Phú Quốc, Kiên Giang để khảo sát phong thủy của một nhà hàng trên đường Trần Hưng Đạo. Du lịch ở Phú Quốc phát triển khá là tốt vì nhiều cảnh đẹp, những hòn đảo lớn nhỏ được các tập đoàn lớn khai thác. Gia chủ lần này sở hữu một nhà hàng hải sản mặt tiền ở đường Trần Hưng Đạo, mặt sau là view biển thoáng mát. Khuyết điểm đầu tiên của mảnh đất này là bị khuyết góc, tức là mảnh đất không vuông vắn. Sau khi tra quẻ, nhận thấy vào năm 2018 có điều không lành phát sinh ở khu vực bếp. Qua chia sẻ của gia chủ, quả thật vào năm 2018 có sự cố ở bếp và người bếp trưởng. Khải Toàn nhận định với bố cục hiện tại trong hoạt động kinh doanh chỉ ở mức chung chung, thậm chí là làm không công, khó lòng đoạt doanh số như kỳ vọng. Thực tế nơi này hoạt động hơn 10 năm, không đạt được sự kỳ vọng và có nhiều trở ngại. Buổi tối ở đây sóng đánh rất là mạnh, gia chủ tiếp đãi Khải Toàn và vài người thân. Nhìn hải sản rất ngon nhưng Khải Toàn không dùng được. Lá số của gia chủ kỵ hỏa thổ, khuyết thủy. Theo cách trang trí ban đầu, toàn bộ khuôn viên nhà hàng đa phần dùng màu của hỏa thổ là đỏ và nâu. Phong thủy chỉ chiếm một phần, phần còn lại do vận thế và tâm tính của mỗi người khác nhau. Người có lòng nhân ái là người có phúc. Dù ở nơi có phong thủy xấu nhưng vẫn có thể vượt lên trên trở ngại. Đây là hình ảnh sau khi đã chỉnh sửa lại không gian, nhất là lối vào. Ngoài màu sắc còn phải sáng sủa, đặt thêm một đôi kỳ lân nhằm hóa sát cung vị xấu. Trước hôm về lại Hồ Chí Minh, Khải Toàn được gia chủ dẫn đi vài quán cà phê. Trên đồi đường Sao Mai có hai quán nổi tiếng là Sơn Trà và Chuồn Chuồn Bistro. Một quán đông và một quán khá vắng. Khải Toàn xin nhắc lại, phong thủy là phương tiện giúp tài lộc công danh tốt hơn, nhưng không thể thay đổi được nhân quả. Đồng thời, cần người trong cuộc phải thay đổi tâm trạng nhẹ nhàng và có tâm tính giúp người mới có thể đạt hiệu quả cao. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.